Ngọc Ánh xin trân trọng gửi tới quý khách hàng một cái căn nhà xây dựng độc lập tại phố Phan Đình Giót, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Với căn nhà diện tích là 30m², thiết kế và xây dựng là 5 tầng và cái căn nhà này đều đã có đầy đủ sổ đỏ chính chủ, giấy tờ pháp lý hợp lệ, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với khách hàng có nhu cầu. Căn nhà mặt ngõ và cách cái trục đường chính của Phan Đình Giót nó rơi khoảng tầm 150m mọi người nha. Ngõ trước nhà hai xe máy tránh nhau. Nhà mặt ngõ, mặt tiền của ngôi nhà hơn 5m, rất là đẹp với cái xây dựng là 5 tầng. Thì mời mọi người theo chân Ngọc Ánh đi khám phá từng tầng của ngôi nhà nha. Hiện tại Ngọc Ánh đang đứng vị trí đây là mặt tiền của ngôi nhà đây. Mọi người có thể nhìn thấy rất là rộng, hơn 5m, đều được chủ đầu tư ốp đá granite rồi. Với cái mặt tiền này, chủ đầu tư thiết kế hai cửa, cửa chính và cửa sổ phụ mọi người ơi. Đây này, cửa chính của ngôi nhà được thiết kế là cửa sắt hộp sơn tĩnh điện. Và mời mọi người theo chân Ngọc Ánh cụ thể vào phía tầng 1 của ngôi nhà, xem ngôi nhà này thiết kế có hợp lý hay không. Với cái giá chào bán 2.900.000.000 đồng, hướng nhà là hướng Tây Nam mọi người nha. Mọi người nhớ thông số giúp Ngọc Ánh. Ngọc Ánh đã đọc đầy đủ thông số nhà. Căn nhà xây dựng độc lập duy nhất một căn tại Phan Đình Giót, phường Quang Trung, quận Hà Đông. Phòng khách của ngôi nhà đây, mọi người có thể quan sát trên video về trần thạch cao này, hệ thống gạch lát nền này, đèn led chiếu sáng này. Tất cả với cái hiện trạng của ngôi nhà này thì là mọi người, quý khách hàng chỉ dọn đồ về và ở thôi. Gạch lát nền của ngôi nhà kích thước 80-80 granite. Đây, tầng phòng khách của ngôi nhà chủ đầu tư thiết kế đây, mọi người có thể nhìn thấy một bức tranh rất là hoàn hảo, đặc sắc. Từ vị trí của ngôi nhà cách trường mầm non, trường tiểu học, chợ dân sinh trong vòng phạm vi bán kính 500m thôi, rất là thuận lợi đi lại. Đây, cửa sổ ở bên hông này hướng ra phía mặt ngõ rất là thoáng. Hướng nhà là hướng Tây Nam. Đấy, chủ đầu tư thiết kế khá tỉ mỉ và cầu kỳ với cái ngôi nhà này. Vách CNC. Đó, trang trí ngăn cách giữa cầu thang và khu vực phòng khách. Rồi cả có cả một cái vách gỗ nữa để ngăn cách giữa phòng bếp và phòng khách đây mọi người này. Đấy, rất là đẹp. Mời quý khách hàng theo Ngọc Ánh vào phần tiếp theo, phần phòng bếp của ngôi nhà. Đây, mọi người có thể nhìn thấy không? Rất là đẹp nha. Phụ kiện bếp đều được lắp đặt đầy đủ. Phụ kiện chất liệu inox 304, vòi chậu cũng như là chậu rửa bát đều đã được lắp đặt. Mặt bếp là được ốp đá đen. Xung quanh bếp là ốp kính minh long cường lực. Đây, rất là cầu kỳ với cái ngôi nhà này phải không ạ? Trần thạch cao thì thiết kế theo kiểu hệ giật cấp và hệ thống đèn led âm trần tiết kiệm điện. Tầng 1 của ngôi nhà gồm một phòng vệ sinh nữa. Với căn nhà này thực ra thì mọi người nhìn ở trên video này này, nó chưa thiếu một chút nữa là hoàn thiện về cái phần dọn dẹp nữa thôi. Đây, tầng 1 của ngôi nhà có bồn cầu này và hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 5 tầng của ngôi nhà mọi người nha. Sổ đỏ đầy đủ trao tay, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với khách hàng có nhu cầu. Với căn nhà này, quý khách hàng chỉ có rơi vào tầm 1.3 đến 1.4 là có thể sở hữu căn nhà này rồi. Phần còn lại, ngân hàng sẽ hỗ trợ mình. Mời quý khách hàng theo chân Ngọc Ánh lên trên tầng 2 để khám phá ngôi nhà xem thế nào. Tầng 2, toàn bộ phía khu vực cầu thang đi lên từ tầng 1 cho tới lên tầng 2, mọi người có thể nhìn thấy chủ đầu tư này phải nói cực kỳ tỉ mỉ mọi người ạ. Đây này, đã được ở hết ở cái mặt tường này, được chủ đầu tư ốp gạch thẻ này. Đồng thời nó có cửa sổ hướng ra phía bên ngoài để lấy ánh sáng cũng như là cái không khí vào trong cái cầu thang này, rất là thoáng. Toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang được thiết kế là gỗ lim. Mặt bậc cổ bậc cầu thang được ốp đá vàng granite. Trên tầng 2 của ngôi nhà thiết kế gồm một phòng ngủ và một phòng vệ sinh mọi người nhá. Wow, đây chính là phòng ngủ tầng 2 của ngôi nhà với thiết kế tủ âm vào tường đấy mọi người ơi. Tủ âm tường rất là đẹp, rất là hợp lý. Đó, với cái căn nhà này phải nói thật sự luôn là chủ đầu tư quá là tỉ mỉ và chỉn chu với lại cái đứa con tinh thần này mọi người ạ.
Đấy, tủ quần áo luôn mọi người nha. Chủ đầu tư lắp đặt luôn tủ quần áo. Đồng thời đây mọi người có thể nhìn thấy này, tranh dán tường này, tranh 3D rất là đẹp Hàn Quốc. Đấy, cửa sổ hướng ra phía bên ngoài để lấy thoáng vào trong cái không gian nhà này. Dưới chân Ngọc Ánh ở đây là sàn gỗ công nghiệp. Với cái diện tích của cái ngôi, diện tích của cái căn phòng ngủ này nó rơi vào khoảng tầm 20m mọi người ạ. Đây, toàn bộ hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng được thiết kế đầy đủ. Đèn ngủ này. Và tầng 2 là có một phòng vệ sinh rất rất là rộng đây. Hệ thống sen kê tắm nóng lạnh này, ống chờ bình nóng lạnh này, và bồn cầu liền khối, lavabo bàn đá mọi người ơi, và hệ thống gương tắm. Quá là đẹp, quá là xuất sắc. Phía phòng vệ sinh này cũng có cửa sổ hướng ra phía bên ngoài. Đấy, quá là đẹp đúng không mọi người? Tầng 2 đã thiết kế như thế rồi, tỉ mỉ, chi tiết. Cửa toàn bộ cửa thông phòng của ngôi nhà là cửa gỗ lim, rất là chắc chắn. Vậy thì tầng 3, tầng 4 của ngôi nhà thiết kế như thế nào? Mời mọi người theo Ngọc Ánh nhá. Đi lên phía cầu thang của các tầng mọi người ạ. Tầng 2, tầng 3, tầng 4 đều có một cái hành lang ở phía bên ngoài khá là rộng. Và đây mọi người có thể nhìn thấy hành lang cũng được chủ đầu tư lắp trần thạch cao và hệ thống đèn led chiếu sáng. Phòng ngủ tầng 3 đây mọi người ơi. Đó, cũng có tủ quần áo nha. Đấy, rất là hợp lý. Đấy, tủ quần áo trên, tủ quần áo dưới này. Quá là đẹp mọi người ạ. Đấy, nếu mà nhìn ở trên thực tế đây chắc là còn phải đẹp hơn ở trên video luôn. Mỗi một cái chiếc tầng ngủ thôi, chủ đầu tư cũng thiết kế cái trần thạch cao nó khác nhau rồi mọi người ạ. Ở dưới tầng 2 thì là trần thạch cao vuông, còn ở trên đây thì là trần thạch cao được thiết kế theo kiểu hình tròn. Tuy nhiên nó chỉ là cái trang trí thôi, nhưng mà để đủ để thấy là chủ đầu tư rất là tỉ mỉ và chăm chút với cái ngôi nhà này. Phòng vệ sinh tầng 3 đây mọi người ạ, cũng thiết kế tương tự như tầng 2. Phòng vệ sinh rất rất là rộng, hệ thống sen cây tắm nóng lạnh. Đấy, cái này nếu như phòng vệ sinh này mà chủ đầu tư mới về, chủ nhà mới về mà có thể lắp vách kính vào cũng thoải mái, bởi vì phòng vệ sinh rất là rộng. Em Ánh xin nhắc lại, mọi người có thể lắp cabin tắm đứng ở đây, rất là hợp lý. Tầng 2, tầng 3, mỗi tầng một phòng ngủ rộng và một phòng vệ sinh. Toàn bộ cửa thông phòng mọi người có thể nhìn thấy. Vậy thì tầng 4 của ngôi nhà thiết kế như thế nào? Mọi người theo em nhé. Bước chân lên phía tầng 4 của ngôi nhà có sự thiết kế khác biệt hoàn toàn so với tầng 2 và tầng 3 mọi người ạ. Riêng cái phần ở đây, phần hành lang nó đã rộng hơn rất là nhiều. Bởi vì sao ạ? Với thiết kế tầng 4 của ngôi nhà này chia 2 phòng ngủ và 1 phòng vệ sinh. Đây là thiết kế tầng 4 của ngôi nhà. 2 phòng ngủ mọi người nha. Đó, có cửa sổ hướng ra phía bên ngoài đây. Ống chờ, dây chờ, vã chờ điều hòa được lắp đặt đầy đủ rồi. Trên tầng 4 của ngôi nhà thay thế vào sàn gỗ thì chủ đầu tư là lát gạch 60-60 mọi người nha. Vân đá màu trắng tạo nên cái không gian phòng rất là rộng. Và phòng ngủ tiếp theo, phòng ngủ thứ tư của ngôi nhà này có cửa sổ hướng ra phía bên ngoài. Nói chung căn phòng nào cũng sáng, căn phòng nào cũng đầy đủ ánh sáng và không khí vào phía bên trong. Ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa, hệ thống trần thạch cao đây. Như vậy lên trên tới tầng 4 của ngôi nhà gồm cái căn nhà này thiết kế 4 phòng ngủ và 4 phòng vệ sinh rồi mọi người ạ. Đây phòng vệ sinh ở trên tầng 4 đây. Phòng vệ sinh trên tầng 4 thì nó nhỏ hơn một chút so với tầng 2, tầng 3. Tuy nhiên vẫn đáp ứng đầy đủ công năng cho một hộ gia đình sử dụng theo từng tầng. Vậy thì tầng 5 của ngôi nhà thiết kế như thế nào? Mời mọi người theo em. Lên tới tầng 5 của ngôi nhà mọi người ạ, choáng ngợp bởi ánh sáng tự nhiên hắt vào phía hành lang này. Cũng như là trên tầng 5 thiết kế là gồm một phòng thờ và một sân phơi. Mời mọi người theo chân Ngọc Ánh vào phía phòng thờ trước nha. Đây chính là phần phòng thờ của ngôi nhà. Thoáng, rộng.
Vì ngôi nhà này là mặt ngõ cho nên là cái cửa sổ hướng ra đây nó là vĩnh viễn mọi người nha, rất là thoáng, không sợ nhà nào mà sau này xây dựng lên nó chắn mất cái ánh sáng của mình. Đây là khu vực để máy giặt. Đó. Đây là khu vực để máy giặt, mọi người nhìn thấy cái hành lang này rất là rộng. Hẳn một cái ô rất là rộng. Và ở đây phải nói là cực kỳ thoáng, đây mọi người có thể nhìn trên video đây. Rất là thoáng, rất là sáng. Và cuối cùng của ngôi nhà này đó là sân phơi. Đó. Từ vị trí của căn nhà này mọi người có thể nhìn xung quanh giúp em rất là nhiều nhà cao tầng cũng như nhiều tòa chung cư gần với The Pride Hải Phát, rất là nhiều những cái tòa chung cư xung quanh này, gần với lại Bia Bà La Khê này. Với vị trí của cái căn nhà này và cái giá chào bán 2 tỷ 9 quá thích hợp với lại vợ chồng trẻ. Nếu như mà quý khách hàng quan tâm về vị trí căn nhà này hoặc một số vị trí căn nhà khác thì vui lòng gọi điện cho Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình 0983013403 hoặc 0888041444. Mọi người xem video của em đừng quên nhấn vào nút like để ủng hộ em và đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên xem được những video bất động sản tiếp theo của em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.